Sấm 3D Sài Gòn kính chào cả nhà. Đây là con Sony ZA-365ES ha. Đầu MD cao nhất trong dòng MD của Sony. MD Sony ZA-365. Thiết kế khay đĩa, chạy mắt phổ thông dễ thay thế, hai tăng phô. Máy rất là nặng và em đã trang điểm thêm cho em nó một cái cặp hồi gỗ bóng piano các bác, cực đẹp ha. Đây là cái số series ở phía trước, mình có thể thấy là 201733 ha. Đó. Và diện mạo của nó, con này là con mà em cảm thấy là nó đẹp nhất ha, rất là đẹp, đẹp nhất từ trước đến giờ ha. Đây là cái hồi gỗ piano đã được trang điểm thêm cho em nó. Đây là phía sau các bác, phía sau ha. Đây là đường analog out xuống âm ly. Đường này là đường analog in. Hai đường quang in và một đường đồng trục in. Đây, giắc cắm ha. Nút bảo vệ còn y nguyên nha các bác. Rất là mới ha. Rất là mới. Còn đầy đủ nút bảo vệ. Và đây là số series phía sau ha. ZA-365ES. Công suất tiêu thụ 20W các bác, chỉ 20W thôi. Rồi. Và đây là cái hồi gỗ bóng piano đã được trang điểm thêm cho em nó. Như các bác vừa xem các cái hình ảnh vừa trên ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi xem khám phá ha, chất âm. Con này thì em đã test rất nhiều lần rồi, nhưng mà mình test rất là nhiều lần ha. Dạ, nhưng mà mình cứ xem đèn của nó như thế nào và thu phát như thế nào. Rồi. Cả nhà đợi em một tí xíu ha, em sẽ kết nối dây trong phòng thử.